then it just gets worse and worse and worse. Tình trạng specifically with the xylazine ones, với loại ma túy xylazine, it just continues, nó sẽ the tissue in that area just continues to die until cho đến khi chạm đến xương hoặc thậm chí họ phải cắt cụt cả chân tay. Or they have to have an amputation. Hiện nay chúng tôi đang sử dụng loại thuốc giải ma túy là Narcan cho heroin và fentanyl. Tuy nhiên, nó lại không hiệu quả khi các loại ma túy này được pha trộn với xylazine. Do đó, nó khó có khả năng cứu sống những người nghiện bị sốc loại ma túy hỗn hợp fentanyl và xylazine. Vì vậy, chúng ta có thể tiếp tục phải chứng kiến tình trạng này gia tăng. Khó khăn hiện nay là đến ngày 28 tháng 2 vừa qua, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ mới chính thức coi xylazine là ma túy, trong khi hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn cơ sở điều chế xylazine đã mọc lên ở nhiều bang. Và không chỉ tại Mỹ, khu vực châu Âu cũng ghi nhận sự xuất hiện của xylazine ở Anh, Pháp, Bỉ, Hà Lan, dấu hiệu cho thấy một đại dịch ma túy mới có nguy cơ xảy ra ở quy mô toàn cầu. Gần đây, chính phủ Mỹ bắt đầu xác định xylazine là mối đe dọa mới của đất nước. Lần đầu tiên trong lịch sử, nguy cơ từ một loại ma túy được chính phủ Mỹ đặt ngang hàng với khủng bố sinh học, bệnh truyền nhiễm gây tử vong hay biến đổi khí hậu. Những mối đe dọa được đánh giá là có thể gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng ở tầm cỡ quốc gia. Hoàng Hải, phóng viên Đài Truyền